Anh tiếp xúc với đủ nhiều người để anh biết là cái cuộc sống này đa dạng lắm. Mỗi người đều có một cái hệ tư duy khác nhau hết. Người này có thể phù hợp làm việc vì đam mê nhé, nhưng mà chưa chắc là người kia chưa chắc là người kia phù hợp đâu. Mà ngược lại nhé, có một người là họ làm việc mà không cần đam mê họ vẫn làm việc được, nhưng mà có những người mà nếu mà họ không có đam mê họ không làm việc được. Cho nên là những cái lời khuyên đó của những cái người đứng ở trên cao nói á, thì anh nghĩ mình nên xem đó là lời khuyên thôi. Mình nên xem đó là lời khuyên, tại vì người thì đâu có ai giống ai đâu. Anh thấy mọi người rất là hay cãi nhau chuyện là người nên sống như thế nào, nhưng mà làm sao mà giống nhau hết được, người giống nhau thì xã hội này là không như thế này. Chào mừng các bạn quay trở lại với talk show Người trong môn nghề. Mình là Việt Anh và hôm nay thì chúng ta rất may mắn có một khách mời rất quen thuộc của Spy Room, cũng là một người Anh và người bạn rất là thân thuộc của nhà nhện. Đấy chính là anh Ngô Thanh Liêm, là co-founder của Monsterbox. Thì chắc là nhiều bạn fan của Spy Room thì có thể cũng đã nghe về cái tên Monsterbox rồi. Nhưng mà hôm nay thì để mình gọi là warm up một chút thì em cũng muốn đưa ra một số câu hỏi nhỏ nhỏ để anh Liêm có thể chia sẻ kỹ hơn về Monsterbox. Thì theo em được biết là Monsterbox thì có một số cái, khi mà mình tìm kiếm về Monsterbox thì nó sẽ có một số cái câu hỏi thường được hiện lên. Thì em muốn anh sẽ thay mặt cho đội ngũ chương trình giải đáp các câu hỏi này cho các bạn khán thính giả. Câu hỏi thứ nhất là Monsterbox là gì ạ? Xin chào tất cả các bạn đọc của Spider Room. Thì đây là câu hỏi mà anh đã viết rất là nhiều bài viết trên Monsterbox rồi. Thì Monsterbox thì thực sự anh mong muốn suy nghĩ tới như là một cái hội, những cái người mà cùng nhau ngồi với nhau làm những cái gì mà theo đam mê của mình, làm những cái gì mình giỏi nhất để làm những cái mà phục vụ cho cộng đồng. Ví dụ như là mọi người nếu mà đã biết qua Monsterbox thì biết Monsterbox có rất là nhiều những cái sản phẩm cộng đồng, như là channel YouTube nè, những cái hoạt động tham gia với những cái hội bảo vệ môi trường nè, rồi bọn mình có những cái bài viết trên fanpage, bài viết trên website và rất là nhiều những cái podcast, để mà mục đích chính là cung cấp kiến thức cho cộng đồng, và cái mục đích thứ hai là bọn mình rất là đặt nặng cái chuyện là bài trừ những cái mê tín dị đoan hay là những cái mà nó gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Thì bọn mình là một cái nhóm như thế, và phát sinh là từ một cái nhóm như thế, và bây giờ bọn mình rất là lớn và bọn mình cũng vẫn mong muốn bọn mình sẽ là cái nhóm như thế trong rất là lâu dài. Vâng, thật ra thì nói một chút về cái cơ duyên gặp gỡ của anh em mình thì em nghĩ là anh em mình biết nhau cũng phải đến nay em nghĩ là phải bao nhiêu năm nhỉ anh nhỉ? Cũng phải đến 4 năm, hơn 4 4 năm. 5 năm, 4 năm, gần 5 năm. Thì thật ra ban đầu là biết qua Lâm, sau đó thì anh em mãi mới gặp. Thì để em nói một tí về cái cảm nhận của em về Masterbox và về anh Liêm nhé. Thì em nghĩ là đặc điểm đầu tiên mà khi mà em nhắc đến anh ấy thì em thấy anh là một người thực sự gọi là vua trò chơi. Em thấy thực sự là vua trò chơi đấy. Anh đánh cờ cũng kinh này, anh chơi bida cũng kinh này, anh chơi gọi là chơi điện tử, chơi chơi games cũng kinh, mà thậm chí là có cái giai thoại rất là kinh khủng là anh Liêm thậm chí là chơi game bằng chân mà vẫn thắng được một bạn ở Monsterbox ở một cái game đối kháng gì đó. Thì không biết là ở cái phương diện này thì anh có nhận xét gì không ạ? Liệu anh có phải là một vua trò chơi đích thực trong cuộc sống không? Thì thực ra thì cũng như nếu mà mọi người biết qua thì bọn mình làm việc thì bọn mình không đặt nặng quá nhiều về cái thời gian làm việc. Ở Monobox làm việc chỉ có 6 tiếng rưỡi một ngày thôi. Và cái chủ yếu mà bọn mình muốn là cái không gian nó thật là thoải mái để mọi người giao lưu vui vẻ với nhau. Mà bởi vì trong thực ra thì đánh cờ hay là bida gì đó thôi, thì những cái trò chơi thì nó phải tốn thời gian. Và mình thì lại quan điểm là khi mà mình làm việc nhiều á, thì những cái trò chơi sẽ giúp mình giải trí. Thì cái giải trí chính của mình là chơi những cái trò chơi như thế. Thì ví dụ như có thể các bạn có thể chơi những cái trò chơi đi du lịch vân vân tất cả mọi thứ, nhưng mà mình lại thích chơi những cái game như thế, cho nên là qua thời gian mình bỏ thời gian mình chơi thì nó lại giỏi lên thôi. Nhưng mà thực ra thì nếu mà các bạn bỏ thời gian đi du lịch thì nó sẽ nhận được những cái lợi ích khác, cho nên là thực ra thì theo mình thì nó cũng không phải là cái gì đó quá là đáng như lời đồn đâu. Chẳng qua là mình có thời gian mình dành cho nó nhiều hơn mọi người thôi. Thì mọi người thì có thể là còn trẻ thì có thể là những đam mê khác như là du lịch nè, hay là học thêm những cái năng khiếu khác. Mình thì mình thích chơi, và những cái trò chơi của mình thì thực ra là những cái trò chơi chủ yếu là thuộc thời 8X, ví dụ như bida nè, hay là cờ tướng nè. Thì những cái thời thời trước thì mình cái thời xưa đó, thì cái tuổi của mình hồi xưa thì mình chơi chung quanh ai cũng chơi những cái đó cả, và người ta cũng không có nhiều cái lựa chọn như bây giờ đâu. Ví dụ như bây giờ thì mọi người còn có game nè, máy tính nè, game online, điện thoại vân vân. Thì ngày xưa thì mình nghĩ nếu mà so với những cái thời bây giờ,
thì những cái mình chơi thì có thể các bạn thấy là hay, nhưng mà với cái tuổi mình, với những người hồi xưa thì cũng bình thường thôi, mình không có gì quá là nổi trội so với lớp đó cả. Chẳng qua là mình nghĩ là lời đồn là phần lớn. Ông, em cảm nhận là đấy là một sự khiêm tốn, bởi vì em cũng đã chơi tất cả cái trò đấy với anh rồi. Em phải công nhận đấy là một sự khiêm tốn, bởi vì thực sự là em cũng không biết, nhưng mà em nghĩ là cái việc mà mình chơi một cái gì đấy đến mức gọi là giỏi, thực sự nó vẫn cần một cái tố chất hay là một cái cách thức tiếp cận gì rất đặc biệt. Và đây chúng ta không không chỉ nói với những trò chơi nhá, mà em thấy là anh cũng giỏi rất nhiều thứ, mà có thể là trong ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào trong câu chuyện nghề nghiệp của anh. Bởi vì nhưng mà em có thể bật mí trước cho các bạn xem và nghe podcast này là anh Liêm thì rất là giỏi về, đương nhiên là cái lĩnh vực của anh là về mặt đồ họa, về mặt art. Nhưng mà ngoài ra thì anh cũng có kinh nghiệm và có khả năng trong lĩnh vực lập trình. Và trước đấy thì thậm chí anh còn là marketing, gọi là giám đốc marketing của một công ty, gọi là công ty Hanet thì phải, nếu em nhớ không nhầm. Thì tức là một người tương đối là đa tài trong trong rất là nhiều lĩnh vực. Nên là em nghĩ là cái nhận xét hay là những cái chia sẻ vừa rồi của anh có vẻ chắc là cũng khiêm tốn thôi. Còn thực ra anh cũng vua trò chơi đấy. Em nghĩ là vua trò chơi cộng với là winner trong đời sống thật. Nhưng mà mình quay trở lại một tí với câu chuyện về Monsterbox ạ. Thì em thấy là mọi người hay hay search Monsterbox và trường chuyên. Thì anh có chia sẻ gì về cái mối quan hệ giữa Monsterbox với trường chuyên này không ạ? À, thực ra thì cái này là một cái nó xuất phát từ năm 2020 và một lần nữa vào 2021. Thì như mọi người biết đó, là Monsterbox là một nơi mà cung cấp kiến thức, và đương nhiên là cung cấp kiến thức thì nó sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức mà nó về xã hội nè. Tự nhiên thì không nói nha, về xã hội thì nó sẽ gây rất là nhiều tranh cãi. Và một trong những cái mà bài viết của Montabox gây tranh cãi rất là lớn thời đó, và sau khi mình nhớ là sau cái bài viết của Montabox á, thì tất cả những cái báo chí rồi truyền hình cũng lên rất là nhiều những bài viết liên quan, là tất cả những cái bên đưa quan điểm mình, thì bài viết của Montabox là về vấn đề trường chuyên. Thì cái quan điểm của Montabox lúc đó là cái trường chuyên, hiện trạng trường chuyên ở Việt Nam thì thực sự là nó giúp ích cho cái giới trẻ, hay là nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn, hay là tạo ra những cái bất công cho học sinh, vân vân. Thì cái quan điểm mà tôi lại đứng về phía là trường chuyên ở Việt Nam hiện giờ không làm tốt vai trò của một cái trường gọi là trường chuyên, có nghĩa là nó sẽ tạo ra bất công nhiều hơn là nó sẽ giúp cho mọi người có cái sự chọn lựa tốt để mà học ở một cái môi trường chuyên môn, về sở thích chuyên môn hóa về cái môn học của họ, thì gây ra khá là nhiều tranh cãi, và hầu như là nơi khởi nguồn gây ra những tranh cãi đó. Cho nên là rất là nhiều bạn là sau này khi mà muốn biết về những cái tranh cãi đó thường search về Montabox và cái chữ trường chuyên để đọc lại cái bài viết đó. Hiện giờ thì bài viết đó vẫn còn gây rất là nhiều tranh cãi, lâu lâu vào vẫn thấy comment qua lại giữa hai bên. Hầu nhắc về câu chuyện trường chuyên thì em cũng chợt nhớ đến câu chuyện lương duyên giữa Spyroom và Monsterbox. Thực ra trên Spyroom ngày trước cũng có một cái bọn em gọi là Spy Drama đúng không? Tức là những cái tranh cãi cũng liên quan đến với trường chuyên. Và thậm chí là lúc đấy trên Spyroom là các bạn còn viết bài phản biện lẫn nhau về về topic đấy. Em nhớ là đợt đấy nó phải có đến hàng chục bài cùng nói về một vấn đề như vậy. Thì thực sự là bây giờ thì chúng ta nói về vấn đề đấy thì có thể là nó không không liên quan lắm với cái chủ đề của podcast ngày hôm nay, nhưng mà em nghĩ rằng đấy là một cái mà nó cũng thể hiện cái tư duy hay là cái quan điểm hay cái cách thức mà anh đang hướng đến trong việc mà xây dựng đội ngũ này hay là đưa ra các cái định hướng cho Monsterbox. Em nghĩ vậy, em nghĩ là cái việc mà mình gọi là mình đưa ra những cái quan điểm có thể là nó sẽ tạo ra những cái dư luận và nó sẽ khiến người khác phải suy nghĩ lại về các cái quan niệm có như gần như là người ta coi là bất biến. Thế thì không biết là khi mà anh làm Monsterbox ấy, thì cái đó là cái mà anh hướng đến không hay là nó chỉ là một cái hệ quả? Thực ra thì khi mà anh làm ở Montabox á, thì anh rất chú trọng những cái mà anh đặt ra từ đầu. Có nghĩa là Vâng. khi mà anh lập ra Montabox thì không không có nghĩa là anh lập ra mọi thứ, mà giống như là anh đặt một cái trục và anh muốn mọi thứ nó sẽ xoay quanh cái trục đó. Thì anh sẽ phát triển cái khả năng tùy vô sở trường mỗi người và cái mong muốn, cái đam mê của mỗi người để mà mình phát triển Montabox theo hướng đó. Và đặc biệt là anh rất là tôn trọng những cái nguyên tắc. Ví dụ như là Montabox có rất là những nguyên tắc rất là lạ, ví dụ như là chỉ làm việc 6 tiếng rưỡi một ngày, hoặc là có những cái mà toàn bộ công ty là phải tham gia vô những cái buổi giao lưu đá bóng ở chiều thứ sáu, vân vân. Thì những nguyên tắc mà nếu mà người ngoài nghe vào á, thì người ta sẽ thấy là tại sao lại phải như thế, tại sao phải lại, ví dụ như những người mà họ muốn đi làm lúc 9 giờ
về lúc 5 giờ, nhưng mà những cái đấy thì ở đây thì anh thường là sẽ không chấp nhận những cái đấy. Tại vì khi mà làm việc với nhau á, bọn mình có những cái mà làm trao đổi về công việc hay là những cái mà mâu thuẫn trong công việc, thì khi mà mỗi người đều có những nguyên tắc đặt ra từ đầu á. Ví dụ như bên bên anh có một nguyên tắc rất là lạ chỗ này nè, là ví dụ như bên marketing hay là bên content thì làm việc, thì mọi người nếu mà làm trong công ty thì cũng biết là những cái bên đó thì nếu mà cần những cái thiết kế gì đó thì sẽ order bên thiết kế, đúng không? Thì ở đây bọn anh lại chỉ cho order nhưng mà không cho feedback, nghĩa là bọn anh sẽ chỉ được chia sẻ giữa trong team những người thiết kế với nhau, nhưng mà khi mà bên marketing order bên thiết kế hoặc là bên thiết kế order một cái nội dung content gì đó cho bên marketing, hay là bên marketing nội dung của cái bài viết trên Facebook đi, hay là bài viết trên YouTube đi, thì bọn anh thường là sẽ không cho feedback, tại vì bọn anh đặt ra những nguyên tắc từ đầu là bạn phải có những cái brief như thế nào, bạn có những cái yêu cầu từ đầu như thế nào, nhưng mà sau khi người ta đáp ứng hết tất cả những cái đó, và tại vì trong cái quá trình người ta làm á, nếu mà mình đặt cái tâm vào á, người ta sẽ phải research, người ta sẽ phải nghiên cứu, người ta sẽ phải phát triển những cái sản phẩm của người ta để đáp ứng được cho cái bên marketing. Thì cho nên nếu mà feedback thì người marketing người ta sẽ không hiểu được những cái mà bên người ta đã research, mà chưa chắc anh chưa nói tới chuyện chủ quan nhé, tại vì những cái này là nó là sẽ là chủ quan, nó sẽ là những cái mà này kia thì rất là mất thời gian, cho nên là bọn anh rất là tôn trọng những cái nguyên tắc khi làm việc, đó là cái mà anh hướng tới. Thì quay lại cái chuyện ví dụ như trường chuyên đi, thì anh không hiểu là những cái môi trường trường chuyên Việt Nam này là đang đặt ra những cái nguyên tắc gì khi mà họ lập ra một cái trường như thế. Khi mình nhìn vào á, mình sẽ thấy được cái chuyện là họ chỉ cần thu hút những cái học sinh giỏi và những cái bạn đưa ra, nếu tôi giỏi tôi phải học được, nhưng mà cái vấn đề cuối cùng họ muốn là gì, họ đào tạo ra những cái con người như thế nào. Thì cái kết quả đó thì hiện tại anh không thấy một có nghiên cứu research gì ở những cái bạn ở trường chuyên ra sẽ có cái khả năng hơn những bạn trường thường hay là như thế nào, mà anh chỉ thấy là những cái bất công là có những cái bạn là vùng sâu vùng xa phải học, phải cố gắng thua kém những bạn là phải, tại họ không học thêm được vân vân vân, họ không được chọn những cái môi trường họ thích. Anh thấy những cái research như thế nhưng mà anh không thấy những cái research ngược lại, cho nên đó là những cái mà anh đưa ra. Cái cuối cùng anh muốn nói là gì, khi mà mình làm cái gì á, mình sẽ phải đặt một cái câu hỏi là mình làm cái đó gì, cái điều gì, đó là những nguyên tắc ở môn Tây Bắc mà anh luôn hướng tới. Vâng, em nghĩ là đấy là một cái quan điểm xây dựng đội ngũ và xây dựng nói chung là xây dựng văn hóa công ty nó khá là đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại đó, mình đang có một cái cuộc tranh luận khá là lớn về câu chuyện là làm việc nhiều hay là 18 giờ, 20 giờ, 16 giờ. Em nghĩ là nó là một cái tranh luận mà khi mà mình đặt lên những cái suy nghĩ và những cái cách thức anh đang xây dựng Mansobox và cái văn hóa của Mansobox thì em thấy thực sự nó là một cái điểm sáng rất là đặc biệt ở trên thị trường lao động ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ quay trở lại một tí cái thời gian lúc mà mình xây dựng Mansobox ấy, vì em biết là trước khi mà anh khi bắt đầu làm Mansobox ấy, thì anh đang có một công việc ổn định, một công việc thậm chí là thu nhập cao, mọi thứ đều đang rất tốt. Thì cái đương nhiên là cái quyết định này em nghĩ là nó quyết định tương đối là rủi ro ấy. Thì không biết là có cái động lực gì đằng sau cái quyết định này của anh không ạ? Thực ra thì cái Montabox khởi nguồn là từ một cái kênh YouTube mà bọn anh nói về khoa học, Vâng. và thực ra thì cái này nó là một cái kết quả của một cái quá trình dài qua những cái xảy ra trong cái cuộc sống của anh. Thì cuộc sống của anh từng gặp những cái người mà họ tin vào những cái mê tín dị đoan như là bói toán này, rồi ví dụ như những cái lang băm bên đông y. Lang băm, anh đang nói nhấn mạnh là lang băm nhé, tại vì thì nó đông y thì cũng có đông y đít đông y đá, đúng không? Thì có những người mà họ, nhưng mà cái quá trình quản lý, anh nói về quá trình quản lý của những cái đông y ở Việt Nam mình á chưa chặt chẽ, cho nên là sinh ra rất là nhiều thứ. Em có thể về quê em có thể hỏi là có một cái ông thầy gì đó bán cái thuốc này, cái thuốc tây y thì không được nha, tây y thì em không thể nào, em không có giấy phép này kia mà anh tham bán thuốc được. Nhưng mà đông y thì có thể ông thầy này ông thầy kia bán những cái thuốc mà chả biết đó là gì cả, và rất là nhiều những hệ quả anh thấy trong cuộc sống của anh và người thân của anh bị những cái đấy như thế. Thì có một cái cú sốc là lúc mà anh đang làm việc thì người thân của anh rất là nhiều, hơn một người qua đời vì cái chuyện mà tin theo những cái thầy thuốc đông y như thế. Cho nên là anh quyết định làm ở Việt Nam này thì mọi người đều đi học cả, mọi người đều đi học cả, đúng không? Người tỷ lệ đi học rất là lớn, mà những người bạn trẻ có kiến thức rất là nhiều, mà anh thấy lên mạng nói chuyện về kiến thức rất là nhiều, nhưng mà có rất là nhiều thứ vẫn còn bị hỗn loạn, nghĩa là các bạn
dù có đi học vẫn tin vào những cái vật lý, vẫn tin vào hóa học, vẫn tin vào đông y, lang băm vân vân. Thì đó, thì anh mới muốn là định hình lại, anh mới nhìn lại là những cái fanpage ở Việt Nam hay là những kênh YouTube về Việt Nam á, cung cấp kiến thức thì hiện tại khá là sơ sài á, có nghĩa là hầu như là chưa có. Ví dụ ngoài Spider Room có những cái bài viết chất lượng ra thì thực sự là anh cũng chưa thấy cái chỗ nào có những cái bài viết chất lượng đều đặn và thường xuyên. Có thể là một cái trang website hay là một cái trang báo gì đó lâu lâu cũng có những cái bài viết chất lượng từ những cái chuyên gia, ví dụ là cái chuyên mục chuyên gia của VnExpress đi, nhưng mà để mà có một cái thường xuyên là ví dụ mỗi ngày anh muốn vào tìm những cái bài chất lượng để mà anh tìm đọc học hỏi kiến thức thì Việt Nam này hầu như là ngoài số trang đặc thù anh vừa kể thì chưa có, đâu có cả. Thì anh mới quyết định là tại sao mà mình không làm một trang như thế. Thì trước đó thì anh cũng biết rất là nhiều về animation và anh có tham khảo một số cái kênh YouTube như là TEDx nè hay là Cưa Sắt nè, thì anh thấy là tại sao nước ngoài làm được vậy mà Việt Nam mình có những cái cũng người những làm animation được mình cũng làm được thế, tại sao mình không làm một cái kênh YouTube đó. Cho nên là từ đó anh quyết định là làm một cái kênh như vậy ở Việt Nam. Thực ra thì nó cũng nhiều yếu tố đúng không, một cái quyết định nghỉ việc thì nó cũng sẽ nhiều yếu tố, mình cũng không thể nào nói là vì tôi làm Montabox nên tôi nghỉ việc ở đó được, mà nó sẽ là có những yếu tố khác nữa, nhưng mà Montabox nó là một trong những yếu tố đó. Vâng, em hiểu rồi. Thì thật ra em cũng nhìn thấy từ góc nhìn của em thấy thực sự là mọi người làm Monster Box rất là nhiều đam mê. Vì vì mình cũng có thể thấy được điều đấy từ cái chuyện mọi người làm YouTube này. Sau đó thì mọi người làm cả fanpage này. Và hoàn toàn là mọi người làm theo em hiểu là đặt rất nhiều câu chuyện là làm ra những thứ cực kỳ chất lượng. Nhưng mà lại không đặt nặng câu chuyện quá về câu chuyện là phải có lợi nhuận từ những cái nội dung chất lượng đó. Thì em đang hiểu là mọi người đang làm hoặc là cá nhân anh Liêm đi thì đang làm hoặc làm việc vì đam mê rất nhiều, không biết là cái hiểu đấy nó có đúng không? Đam mê là một phần thôi, tại vì theo anh thì đam mê chúng ta không ai có thể nói định nghĩa cực rõ ràng cái đam mê đó là gì cả. Ví dụ như nếu mà một số người nói làm việc vì mình đam mê cái đó thì thật ra nếu mà nói vậy thì anh là một cái kỳ thủ cờ tướng gì đó rồi, làm mê đánh cờ tướng chứ. Anh có thể suốt ngày anh ngồi, có thể trình độ của anh bây giờ thì không, nhưng mà nếu mà anh đi theo cái đam mê của anh thì anh sẽ đi theo đánh cờ tướng. Ví dụ như là suốt ngày anh sẽ nghiên cứu đọc sách, giờ anh coi người ta đánh rồi anh học hỏi để anh đi làm, chứ anh cũng không nhất thiết phải đi làm một cái gì đó khác. Thì chúng ta đều có những cái gì đam mê nó riêng như thế, mà nó rất là nhiều thứ để mà mình có thể gọi là đam mê được. Còn đam mê mà của một cái công việc gì đó thì chưa chưa có ai định nghĩa được cái công việc đó. Ví dụ như là một người có thể người ta múa ba lê đi cũng gọi là đam mê vậy, nhưng mà thực ra người ta xem cái đó là một cái phụ của người ta thôi, còn người ta vẫn đam mê công việc nha. Có nghĩa là nhiều người cứ nghĩ là đam mê thì là một thứ nhưng mà thực ra là không đúng nha. Người ta có thể vừa đam mê một cái môn múa ba lê và vừa đam mê cái môn lập trình hay là họa, đồ họa gì đó, đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên là nếu mà anh chưa vẫn chưa hiểu, một số người đặt ra câu hỏi là có nên làm việc vì mình đam mê không, thì bản thân cái chữ đam mê đó mình anh chưa chưa định nghĩa được nó là như thế nào, anh chưa định nghĩa được nó như thế nào. Và anh nói riêng cái quan điểm của anh trong cái chuyện này nhé, thực ra thì cái khi mà anh thấy rất là nhiều trường hợp, anh tiếp xúc với đủ nhiều người để anh biết là cái cuộc sống này đa dạng lắm, mỗi người đều có một cái hệ tư duy khác nhau hết. Người này có thể phù hợp làm việc vì đam mê nhé, nhưng mà chưa chắc là người kia chưa chưa chắc là người kia phù hợp đâu. Và ngược lại nhé, có một người là họ làm việc mà không cần đam mê họ vẫn làm việc được, nhưng mà có những người mà nếu mà họ không có đam mê họ không làm việc được. Cho nên là những cái lời khuyên đó của những cái người đứng ở trên cao nói thì anh nghĩ mình nên xem đó là lời khuyên thôi, mình nên xem đó là lời khuyên, tại vì người thì đâu có ai giống ai đâu. Anh thấy mọi người rất là hay cãi nhau chuyện là người nên sống như nào, nhưng mà làm sao mà giống nhau hết được, người giống nhau thì xã hội nó không như thế này. Cho nên là anh nghĩ là đó là một cái tùy ở mỗi người thôi. Còn riêng ở Montauk này thì đam mê bọn anh cũng chỉ là một phần, thì bọn anh làm ở đây á, tại vì đó giống riêng trường hợp của anh đi, thì đó là anh muốn ngoài trừ đam mê đồ họa làm video thì anh muốn mà thay đổi cái giới trẻ Việt Nam, cái cách suy nghĩ về kiến thức của giới trẻ Việt Nam. Ví dụ như là người ta đọc bài ở Montauk thì như mọi người thấy bọn anh trích nguồn rất là cụ thể, mà thậm chí bọn anh cũng phải dịch một cái bản tiếng Anh ở dưới cái bản tiếng Việt, tại vì có những cái từ ngữ khoa học dịch qua tiếng Việt nó sai lệch và khi tra nguồn cũng rất là khó. Thì thay đổi cách suy nghĩ về cách đọc, ví dụ như Byron thì anh thấy cũng làm khá tốt chỗ này. Ví dụ có rất là nhiều bạn viết rất là chỉnh chu và khi mà họ viết cái gì đó họ dẫn nguồn rất là cụ thể. Chúng ta không thể nói là tôi không phải là nhà nghiên cứu, tôi không phải chuyên gia nên tôi muốn biết gì tôi viết, tôi không để nguồn,
chỉ có những nhà khoa học, nhà nghiên cứu họ mới cần nguồn. Thật ra không phải, chúng ta viết, người ta cung cấp một kiến thức thì người người đọc có quyền kiểm tra lại những cái kiến thức đó, và từ cái nguồn đó họ có thể tìm hiểu được nhiều kiến thức đó hơn. Thì anh muốn thay đổi cái thói quen đọc của người Việt Việt Nam bên cạnh cái đam mê làm đồ họa vân vân của anh. Vậy là nói chung là nó rộng hơn đúng không? Câu chuyện về Masterbox lại Đúng. rộng hơn câu chuyện về về đam mê không? Thế thì trong lúc mà làm Masterbox và làm rất nhiều thứ như thế thì có phải lúc nào anh cũng có cảm hứng không? Hay là sẽ có những lúc mà kể cả mình rất thích những thứ mình làm, ví dụ mình rất thích đồ họa hay mình rất thích cái việc mà đang tạo ra một cái thay đổi gì đấy trong suy nghĩ, nhận thức của mọi người, nhưng mà mình lại không cảm thấy là vui lắm. Thì đương nhiên là khi làm việc á, thì nếu mà mình nói mà mình không mệt mỏi thì là không đúng, không chính xác. Tại vì làm việc thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như một nhà văn đi, họ rất là thích viết văn, nhưng mà họ viết ra một cái cuốn sách mà bắt đầu người ta không đón nhận nó, hoặc là người ta phản ứng tiêu cực với nó, thì họ sẽ thấy mệt mỏi thôi. Hoặc mặc dù là họ rất là đam mê viết, cho nên là sẽ có những lúc mệt mỏi. Nhưng mà khi nếu mà như anh đam mê cái công việc của anh, hay là cái nhà văn đó họ đam mê viết lách, thì họ sẽ dễ vượt qua hơn những người mà không có đam mê với việc đó. Ví dụ một người viết một cuốn sách và sau khi mà bị phản ứng tiêu cực, à, mày viết dở quá, mày viết như thế này thì không ai đọc đâu, sách này ai bán, mà thật ra không bán được thật, đưa ra không ai bán thật, không ai mua thật. Thì nếu mà họ không có đam mê với nghề viết lách thì khả năng cao hơn là họ sẽ đi tìm một cái nghề khác hay là một công việc khác phù hợp với cái đam mê hay là sở thích của họ hơn. Nhưng mà nếu họ đam mê thì ok, cái này chúng ta cố gắng sẽ cải thiện ABC gì đó để họ có thể tiếp tục cái công việc đó. Cho nên là quan điểm của anh là đam mê sẽ giúp người ta dễ vượt qua những khoảnh khắc mệt mỏi hơn, chứ không phải là họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi mà họ làm đâu. Rõ ràng là em nghĩ là trong đội ngũ của anh thì mọi người, thì nếu mà từ góc nhìn của anh thì mọi người có đang làm việc vì mọi người cảm thấy đam mê và yêu thích cái công việc của mọi người nhiều hơn không? Hay là mọi Theo người đang anh đam mê? thì theo đội ngũ của anh thì anh thấy họ khá là đam mê với công việc của họ. Bởi vì như mọi người thấy á, giống như những người làm Spider-Man thôi, chúng ta phải xử lý rất là nhiều việc, và chúng ta ví dụ như bọn anh thì mỗi tuần thì phải có 4 bài viết rất là dài và từ 3.000 tới 5.000 chữ, thì bên cạnh nó cũng phải dịch một bản tiếng Anh cũng 3.000 tới 5.000 chữ. Từ mà cái trên cái nền tảng Facebook này thì mọi người biết rồi đó, người ta sẽ không đọc những bài dài, họ sẽ chỉ thích những cái meme là chính. À, anh không nói hầu hết, anh không nói hầu hết nha, nói đa số thôi nha. Thì họ thích meme, họ thích những cái gì ăn liền mà bọn anh cung cấp. Là thực ra thì bọn anh cũng chưa có lựa chọn nào khác, tại vì những cái lựa chọn mà ví dụ như bọn anh có thể lập website, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái nhược điểm khác mà không bằng Facebook. Ví dụ Facebook có sự viral vân vân, thì lựa chọn nền tảng này thì rất là nhiều người không đọc và họ sẽ rất là dễ phản ứng tiêu. Thì nếu không có bạn đam mê thì chắc anh nghĩ là các bạn không có làm được một cái fanpage như fanpage mình đó. Anh cho nên là anh tin là các bạn đang làm gì đam mê. Nhưng mà khi mà anh tuyển chọn các bạn ấy thì liệu đam mê có phải là một cái thứ được đặt lên bàn cân và nó có một sức nặng lớn không? Hay là ngoài đam mê, ngoài những cái thứ đấy thì anh còn tìm kiếm gì ở những nhân sự của mình? Đầu tiên là có một cái sự thật là hầu hết thành viên của Manowar là tuyển từ từ trên fanpage. Họ tuyển, bọn anh tuyển trên fanpage, bọn anh cũng rất là hiếm khi mà bọn anh đăng tuyển ở những cái môi trường khác, hoặc là những cái người quen với anh, hoặc là anh tìm ở những cái trang mà chuyên về đồ họa, nếu nếu mà anh tìm họa sĩ vân vân. Và anh tuyển ở Badroom, những người thật sự là họ thích viết, bản thân họ thích, ví dụ như là 2 trong số 3 người viết bài thường xuyên nhất của 3 trong số 4 người viết bài thường xuyên nhất của Manfred thì hiện tại là những cây viết rất là nổi trội trong Spider-Room. Ví dụ như có thể kể là Espeon nè, Husky Wanna Fly nè, là Tuna nè, vân vân. Thì anh tìm ở những cái môi trường mà anh thấy họ đã đam mê cái đó rồi đã. Cho nên là có thể nói là một trong những cái tiêu chí mà anh tuyển người là do đam mê. Và cái tiêu chí thứ hai là cái khả năng phát triển bản thân của mọi người, thì đó là đương nhiên thì ai cũng tuyển đúng không, nhưng mà một Vâng, trong đúng những rồi. cái tiêu chí anh đặt cao nhất là đó, đúng là thật sự là đam mê. Em thấy thì ví dụ như bây giờ các bạn trẻ thì cũng hay hay đùa với nhau đó, là ok bây giờ tôi làm là bán mình cho tư bản, hoặc là tôi gọi là đi làm vì nếu không đi làm thì nói chung là nghề chọn người chứ người thì không ai chọn đi làm. Thế thì anh có nghĩ thế nào về cái quan điểm này của các bạn? Và cái đấy là có phải cái mà anh có chứng kiến nhiều ở những cái mối quan hệ xung quanh anh không? Ừ thì cái này nó lại quay lại câu trả lời cũ của anh hồi nãy. Thì Vâng. mỗi người sẽ có một cái hệ tư duy và cái cách mà họ phản ứng với thế giới khác nhau, không có nào đúng nào sai cụ thể quá trong cái chuyện này. Với Vâng. những cái người mà họ không có đam mê họ vẫn đi làm được, bởi vì họ có những cái trách nhiệm khác. Và cái này rất là quan trọng nè, có người nhiều chọn lựa, có người không nhé.
Có những đúng. người mà họ có sự chọn lựa. Anh nói ví dụ như là có người có thể có 2 năm thời gian để tìm một cái công việc phù hợp với mình sau khi ra trường. Nhưng mà có những người không có điều kiện đó. Những người mà ra trường là phải ngã vào vô, phải lớn ngay, phải kiếm tiền, phải bắt đầu chăm sóc gia Đúng. đình này kia kiểu. Có những người kết hôn sớm, những người kết hôn muộn. Có những người cha mẹ còn già rồi, có những người chưa cha mẹ vẫn còn có thể lo được, vân vân. Thì chúng ta không thể nào quy chuẩn một cái gì đó để phán xét cho tất cả những cái trường hợp ở đây được. Và những người họ đi làm mà họ có thể họ gọi là giống như em nói bán mình cho tư bản á, thực ra thì có thể là do họ chẳng có lựa chọn gì cả. Đa số anh thấy những người mà có sự lựa chọn á thì họ sẽ lựa chọn cái gì nó dễ dàng hơn, phù hợp với họ hơn. Cho nên là thường khi mà đã nói ra câu đó thì ít sự lựa chọn rồi. Cho nên là cái đó một cái câu đùa nhưng mà hơi cay nghiệt đó, cái chỗ là bây giờ hiện tại ở Việt Nam mình anh thấy là cái thời gian làm việc nó đang quá nhiều. Theo quan điểm của anh nha. Đang quá nhiều so với những nước phát triển. Tại vì Việt Nam mình là một trong những cái môi trường mà tiếp cận được cái văn hóa làm việc hiệu quả nó chưa có toàn diện. Rất là nhiều công ty hay là nhiều cái bộ máy anh thấy là hiện giờ làm việc chưa hiệu quả và thực sự là họ cũng không biết tìm cách nào để mà làm việc hiệu quả hơn. Thì cho nên là cái đó nó là cái vấn đề rất là rộng và mình phải giải quyết từ từ. Anh nói qua cái môi trường mà khi mà anh đi training cho những cái đội ngũ về đồ họa này, những cái đội ngũ về lập trình này, thì anh thấy được cái điều đó. Và khi mà họ vượt qua được những cái cách để mà làm việc hiệu quả hơn á, thì tự nhiên công việc họ nhẹ hơn rất là nhiều. Em thì em thấy rất là đồng tình với quan điểm của anh về câu chuyện là thực ra đôi khi mình nhìn mình quên mất một chuyện là đôi khi ví dụ như mình là những người có lựa chọn. Em luôn luôn cảm thấy em là người rất là may mắn. Tại vì ví dụ nếu mà em không có, giả sử như em không có một lựa chọn nào khác, em bắt buộc phải lao vào kiếm tiền và kiếm nhiều tiền ngay từ khi ra trường, thì có thể là bây giờ không có con spare room, mà cũng 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 có thể là em đã đi một cái ngã rẽ rất là khác. Thế nên thực sự đấy là cái mà em rất là đồng tình và em rất là đồng cảm. Bởi vì em thấy là thực sự nhiều người hơi dễ bị gọi là nghĩ rằng là bởi vì vì khi áp vào cái góc nhìn của mình và cái kinh nghiệm sống của mình cộng với là cái điều kiện mà mình đang có, thì mọi người hay quên mất là không phải ai cũng như ai. Thì cũng cũng rất vui vì anh đã nói lên cái điều đấy, vì em thấy thực sự là tâm đắc và em nghĩ là cái đấy là cái mà nên được mọi người nên hiểu rõ hơn và hiểu nhiều hơn ấy, để cuộc sống này nó, tức là mọi người sẽ tôn trọng cái sự đa dạng và thú vị của cuộc sống này ấy. Thì ở cái khía cạnh như vậy em nghĩ là cái em rất là đồng tình. Nhưng mà ở hướng ngược lại thì em lại nghĩ là đôi khi ấy, khi người ta có ngữ lựa chọn ấy, chẳng hạn em lựa chọn cái lựa chọn hơi khó. Em thấy làm spare room thực ra là một lựa chọn nó cũng hơi khó so với lựa chọn mà đi đi làm một cái công việc khác hay là theo đuổi một cái sự nghiệp khác. Nhưng mà dù sao thì đến cuối cùng thì mình có hạnh phúc hay không và mình có đang xây dựng được cái mà mình thực sự mong muốn hay không, em nghĩ cái đấy mới là điều quan trọng. No. Thì em có một cái câu hỏi thêm một tí là nếu mà giả sử như bây giờ mình không có lựa chọn đi, tức là rất nhiều người sẽ dễ rơi vào trạng thái là không có lựa chọn và mình bắt buộc phải làm một cái thứ gì đó, thì theo anh là liệu có một cách thức nào đấy để thích cái thứ mình làm không, hay là thực sự là mình sẽ phải tìm ra một cái lối thoát, hay là bằng một cách nào đấy mình phải có lộ trình để thoát khỏi cái thực tế đấy. Thực ra thì bọn anh có một cái chữ mà dành cho những cái trường hợp như này. Bọn anh gọi là tâm thế. Khi cái tâm thế mình đặt vào khi mà mình làm một cái việc gì đó, nó sẽ quyết định cái cảm xúc của mình. Thì ví dụ như là tâm thế họ nghĩ cái việc đó là chán, là không phù hợp với mình. Và đương nhiên là đang đặt trường hợp là người không có lựa chọn nha. Thì khi mà làm gì họ cũng sẽ thấy rất là mệt mỏi và họ sẽ không muốn tìm hiểu sâu vào cái việc đó. Mọi người nên lưu ý nè, mình chỉ thích một cái gì đó khi mà mình biết nó đủ sâu thôi. Có thể là mọi người có thể ngộ nhận là mình đang thích cái gì đó nha, nhưng mà anh thấy rất là nhiều trường hợp mà mình tưởng là mình thích đó, ví dụ như là tôi thích lập trình lắm nhưng mà lập trình được 3 4 ngày, 5 6 ngày cái bỏ. Hay là nhiều người nói tôi thích thể thao, tôi thích tập gym nhưng mà đi được có một tuần bỏ. Thì mình cái chuyện sở thích thật sự với lại cái ngộ nhận thì nó rất là khác nhau. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu sâu vào một cái gì đó, mình mới biết mình có thật sự thích nó hay không. Và có một cái hiệu ứng thứ hai á, mà bọn anh thấy rất là thường xuyên á, khi mà mình tìm hiểu sâu về một cái gì đó thì từ không thích mình cũng có thể dễ chuyển sang thành thích nó. Đầu tiên là khi mà mình tìm hiểu sâu về cái công việc mình, ví dụ bạn làm việc kế toán với những con số rất là khô khan bạn không thích, nhưng mà khi mà bạn tìm hiểu sâu hơn, có những nghiệp vụ tốt hơn và những cái hay ho, mà biết được những cái hay ho trong ngành kế toán thì tự nhiên bạn sẽ ít nhất là chưa chắc là bạn thích đâu nha, bạn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi khi bạn làm cái gì đó hơn.
Và cái đỡ mệt mỏi đó đó thì do cái tâm thế của bạn, cái tâm thế của bạn khi bắt đầu cái công việc đó là mình có muốn tìm hiểu sâu nó không. Thì lời khuyên anh là khi mà mọi người thực sự không thích làm một cái việc gì đó, một cái việc gì, thực cái xã hội này nó hay lắm, một cái việc gì khi mà các bạn làm á thì các bạn không cô đơn, nó có rất là nhiều người cùng làm cái nghề đó giống như các bạn rồi. Cá biệt lắm thì mới có một cái nghề gì đó nó lạ hoắc không có ai làm thôi. Bất cứ cái nghề gì mà các bạn làm thì chắc chắn là có rất là nhiều người làm rồi, cho nên là nó luôn có những cái câu chuyện rất là hay chung quanh nghề đó, Vâng. kế toán, bác sĩ, luật sư, vân vân, tất cả mọi thứ. Và khi mà tìm hiểu sâu á, đã có một cái nghề gọi là cả xã hội có tên nghề đó thì nó sẽ rất là sâu. Và khi càng tìm hiểu thì mình nghĩ là mình đặt cái tâm thế nên đi sâu vào cái nghề mình đang làm thì mình sẽ không cảm thấy nó mệt mỏi nữa. Chứ còn chưa chắc, theo anh là chưa chắc là khi mà các bạn làm nghề đó mệt mỏi, cái qua nghề các bạn thích, các bạn không mệt mỏi đâu. Tại vì chưa chắc, như như anh nói, có thể là mình làm một sự ngộ nhận thôi. Anh thì anh không khuyên là mọi người nên bỏ việc hay là nên thay đổi công việc vì cái nghề mình không thích. Tuy nhiên là từ đầu anh nói đó, người thì cũng có người này người kia đúng không? Có người phù Vâng. hợp với cái lời khuyên này, nhưng mà sẽ có người phù hợp với lời khuyên đó, nhưng mà đó là lời khuyên của anh. Vâng. Em thì em thấy là cái em cũng đồng tình với anh ở quan điểm đấy, vì em nghĩ là người ta sẽ thích một việc gì đấy nếu người ta giỏi. Tức là đạt một ngưỡng nào đấy mình tạm gọi là giỏi, tức là mình sẽ vỡ ra được, giống như kiểu em cũng tự nói bản thân như thế, cho nên em đôi khi em tự thử thách bản thân bằng cách là em sẽ làm những thứ em không thích. Ví dụ như để chia sẻ một tí câu chuyện cá nhân, ví dụ như em là ngày xưa em rất là ngại, tức là em ngại va chạm ấy, tức là kể cả em rất là sợ bị ăn đòn chẳng hạn, thế đấm thế nên là đến một ngày em quyết định là ok tôi phải đi tập boxing. Tại sao tôi tập boxing ở đây là để tôi vượt qua cái nỗi sợ về câu chuyện là bị đấm vào mặt hay bị đấm vào người, thì tôi thử xem tôi vượt qua được không. Thì đúng là nó cái hay ở đây là lúc đầu mình có thể sợ, nhưng mà đến khi mình bắt đầu vượt qua và mình bắt đầu quen với cái đấy rồi, tự nhiên mình cảm thấy như là mình đã đạt được một cái cột mốc nào đấy, và tự nhiên lúc đấy mình lại thành thích. Ví dụ như bây giờ em cảm thấy rất là thích boxing, tất nhiên là em nghỉ một thời gian rồi, bởi vì thời rồi dịch thì chỗ chỗ em tập cũng cũng không được mở, nhưng mà thời gian sắp tới thì sẽ đi tập lại. Và em thấy là từ từ cái bài học, từ cái những cái trải nghiệm cá nhân đấy, em nhận ra là đúng, thực ra đến bây giờ để nói là câu chuyện thích hay không thích, đam mê hay không đam mê thực sự rất khó, đặc biệt là những thứ mà các bạn, rất nhiều bạn đang nghĩ là tôi rất thích, tôi rất đam mê, tôi nghĩ là tôi có thể sống chết vì nó, nhưng mà thực sự các bạn chưa trải qua những cái khó khăn thì cũng chưa thể nói trước được điều gì cả. Nên là em rất đồng tình với quan điểm của anh về câu chuyện là mình nên có những cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn để mình đưa ra những quyết định tốt hơn. Và mình học cách yêu những cái thứ mà mình đang làm. Vì đôi khi trong nhiều trường hợp là ok mình cũng không có một lựa chọn nào khác đâu, mình sẽ nên nên khi mà không có lựa chọn nào khác thì có lẽ là cái lựa chọn tốt nhất là hài lòng với những gì mình đang có. Em nghĩ là như vậy. Mình quay trở lại một tí với Masterbox, thì như anh có nói vừa nãy thì là Masterbox chỉ làm việc 6 tiếng rưỡi một ngày, tức là một khoảng thời gian tương đối là ngắn nếu mà so sánh với các công ty ở Việt Nam nói chung. Thì có cái điểm gì khác biệt nó khiến cho cái mô hình làm việc này nó vẫn hiệu quả không anh? Thì đầu tiên là cái mô hình này không phải là cái mô hình phù hợp với hầu hết công ty. Vâng. Và để mà một cái mô hình này nó phù hợp là cách làm việc nó cũng phải đi theo cái mô hình này luôn. Có nghĩa là không phải là công ty đang làm 8 tiếng xong là các bạn quay lại 6 tiếng rưỡi là nó sẽ hiệu quả hơn hay là ngược lại đâu nha. Nhưng mà khi mà quyết định 6 tiếng rưỡi là phải có cái cách làm việc phù hợp với lại cái môi trường 6 tiếng rưỡi luôn. Ví dụ như là như hồi nãy anh nói á, để mà được 6 tiếng rưỡi thì ví dụ nhỏ đó nha, là các bạn phải có mặt lúc 8 giờ sáng và không được đi trễ đấy, ví dụ thế. Hoặc là như như một công ty khác thì họ muốn vào lúc mấy giờ là vào, làm xong việc rồi thì thôi vân vân. Thì đó là tùy cái cách làm việc ở công ty mà mình đưa ra cái hướng phù hợp nhất để của mình. Nhưng mà quay lại với câu chuyện 6 tiếng rưỡi và ví dụ như 8 tiếng thì anh lại luôn có một cái câu hỏi ngược lại cho những người mà thắc mắc là tại sao là 6 tiếng rưỡi, thì anh lại có câu hỏi là tại sao là 8 tiếng, có nghĩa là tại sao không phải 10 tiếng. Nếu mà suy nghĩ là nếu 8 tiếng thì làm được hiệu quả và nhiều hơn cái 6 tiếng rưỡi thì tại sao không làm 10 tiếng, thì rõ ràng là chúng ta chưa thống nhất được cái thời gian chuẩn bao nhiêu là nó vừa đủ. Có nghĩa là nếu mà 8 tiếng hơn 6 tiếng thì 10 tiếng sẽ hơn 8 tiếng, đó thực ra đâu đúng đâu, nhiều khi 10 tiếng nó không hiệu quả bằng 8 tiếng cơ. Nhưng mà cũng chưa chắc là 6 tiếng lại không hiệu quả bằng 8 tiếng, mà có thể 8 tiếng nó vẫn không hiệu quả bằng 6 tiếng rưỡi. Nghĩa là cái mốc chuẩn hiện nay chúng ta thống nhất được với nhau thì nó chưa chuẩn là bao nhiêu một ngày là đủ. Thì anh cũng nghiên cứu, anh đọc ở những cái môi trường làm việc ở nước ngoài thôi, ví dụ như là Phần Lan nè, hay là những cái nước rất là tiến bộ như Hà Lan, thì họ
áp dụng những cái mô hình như là 6 tiếng một ngày hay là 4 ngày một tuần vân vân, thì anh cũng thử nghiệm và anh thay đổi cái văn hóa làm việc ở công ty để phù hợp với 6 tiếng rưỡi. Thì cái lý do tại sao anh lại áp dụng cái thời gian 6 tiếng rưỡi, anh nói ví dụ như hồi nãy là nó ở thành phố Việt Nam mình thì mọi người đang làm việc quá nhiều. Quá nhiều theo cái nghĩa như thế này nè, thì thường thì mọi người phải là đa số là anh thấy làm về từ 9 giờ Vâng. qua những cái công ty anh biết, và 5 tới 6 giờ, thường là 6 giờ họ sẽ về. Thì em cứ tương tự đi, những cái thành phố thì về thì sẽ kẹt xe đúng không, về thì sẽ kẹt xe chạy chạy mệt mỏi rồi tới 7 giờ, xong mà mình cơm nước tắm rửa thì 8 giờ, thì lúc đó mình còn làm được cái gì nữa đâu. Theo anh là mình sẽ không làm được gì trong cái khoảng thời gian, chỉ có nghỉ ngơi chút đỉnh rồi 9 10 giờ thì mình bắt đầu là đi ngủ thôi. Nhưng mà bọn anh thì lại muốn là những cái cá nhân ở công ty á, thì ngoài cái thời gian làm việc ở công ty á, họ có thời gian để mà họ học hành, họ dành cho gia đình. Thì bọn anh làm việc tới 3 giờ rưỡi là bọn anh về. Thì nếu mà họ muốn học một cái khóa học gì đó để mà trau dồi cho cái khả năng chuyên môn, thì ví dụ như là công ty hoàn toàn là tài trợ những cái khóa học như thế luôn. Ví dụ như một người họa sĩ họ muốn học một cái khóa về đồ họa làm bố cục gì đó để mà họ phát triển khả năng họ, nếu thì họ có đăng đăng ký từ 4 giờ rưỡi tới 6 giờ. Thì sau khi họ học xong 6 giờ họ về nhà thì họ vẫn còn rất là nhiều thời gian để họ dành cho gia đình bạn bè này kia, rồi hôm Vâng. sau họ lại ta có thể tái tạo lại họ đi làm. Thì nói là 6 tiếng rưỡi, thực ra cái thời gian họ học thì họ cũng tăng cái khả năng của họ lên, họ tăng cái khả năng của họ lên, và cái thần thái mà cái những cái mà tinh thần của họ khi mà họ bước tới công ty á, nó cũng khác hoàn toàn với lại cái chuyện mà họ về lúc 6 giờ. Thì theo anh nha, thì đánh giá tổng thể trong bọn anh từng đánh giá tổng thể trong thời gian dài, đi như một việc gì đó thì mình không thể nào đánh giá được đâu. Ví dụ như có cái gì làm 6 tiếng cái mình bắt họ làm 10 tiếng thì nhìn vô đó thì nó sẽ hiệu quả hơn đấy, nhưng mà trong thời gian dài á thì cái hiệu quả của mỗi giờ nó sẽ thấp đi. Mà theo bọn anh đánh giá, bọn anh đã từng áp dụng 2 khung giờ khác nhau cho 2 nhóm làm việc khác nhau, và bọn anh thấy 6 tiếng rưỡi một ngày là khá là phù hợp, ít hơn hay nhiều hơn nó đều không mang lại hiệu quả bằng 6 tiếng rưỡi một ngày. Đó là lý do mà bọn anh chọn 6 tiếng rưỡi một ngày, và bọn anh sẽ hết sức là hạn chế những cái chuyện OT. Ví dụ như năm nay bọn anh sẽ khai trừ hoàn toàn cái chuyện OT thứ bảy hay chủ nhật gì đó, mà anh muốn cái thời gian đó họ sẽ dành cho công việc học hành và gia đình thôi. Vâng, nó đúng là sếp tâm lý quá quá đỉnh. Nhưng mà nếu mà thế, trong trường hợp mà giả sử như vẫn còn, em chỉ tò mò thắc mắc ở phía cạnh của anh thôi, giả sử như công việc mà chưa xử lý hết thì làm thế nào? Thì anh lại quay lại với giống như hồi nãy nói là mình sẽ phải thay đổi cái cách làm việc luôn để phù hợp với cái công việc mới mới của cái thời gian làm việc của công ty mình. Ví dụ như ở những cái việc của mình á, thì bọn anh là lên kế hoạch rất là cụ thể, bọn anh dùng những cái phần mềm quản lý công việc để mà bọn anh định trước cái công việc, và thường xuyên là bọn anh trao đổi với nhau những cái công việc, share lại những cái việc mà ví dụ như trong ngày thì sẽ có những cái bạn rảnh hơn những bạn còn lại. Và một trong những cái bí quyết của anh để cho cái chuyện mà tất cả mọi việc nó diễn ra trơn tru á, là anh đặt ra, anh như nói những cái nguyên tắc. Ví dụ như công ty anh là làm về đồ họa, và anh đặt ra những cái nguyên tắc để khi các bạn làm á, thì hầu như là 3 4 người cùng làm một sản phẩm nhưng mà người ta sẽ không nhận ra, ví dụ vậy. Có những nguyên tắc về đồ họa, về màu sắc vân vân, anh sẽ đặt ra từ đầu hết, thì họ sẽ san sẻ được công việc với nhau, họ sẽ san sẻ được công việc với nhau, cho nên là rất là ít chứ có trường hợp mà xảy ra là công việc chưa giải quyết được. Và cái thứ hai, như mọi người thấy á, như bọn anh đó là bài viết lên rất là đều và không có tuần nào thiếu bài hết, và mỗi bài như thế đều có một cái hình vẽ rất là chi tiết đúng không, mà chưa bao giờ mà bọn anh bị trễ hay là hiếm lắm có trường hợp lễ lọc gì đó thì mới cancel bài hay gì đó thôi. Thì cũng là do những cái mà bọn anh dùng những cái phần mềm quản lý và bọn anh đặt ra nguyên tắc rất cụ thể. Ví dụ như giờ này chúng ta có những cái công việc, và cái một trong những cái mà để mà công việc nó thuận tiện nhất á, là mình phải đảm bảo luôn, đảm bảo nguyên tắc đó nha. Bởi vì ví dụ như là bây giờ tới cái giờ đó mà mình không đảm bảo, xong rồi mình nghĩ là mình sẽ thôi làm việc bù tới 6 giờ 7 giờ để mà cho nó xong cái việc đó, thì y như rằng là ngày hôm sau sẽ mệt mỏi và những cái công việc sau đó nó sẽ dần 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 nó sẽ bị như thế mãi 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 luôn. Và chúng ta tưởng là chúng ta làm việc nhiều hơn để đảm bảo công việc, thực ra làm việc nhiều hơn mới là không đảm bảo công việc. Đó là theo anh. Quan điểm rất là hay. Nhưng mà có bao giờ có một cái trường hợp nào đấy mà tức là anh đã bao giờ chứng kiến trường hợp nào của anh nhá, nó không thành công, và ví dụ như bạn nào mà vẫn không thể hoàn thành được công việc trong cái giới hạn của thời gian đã đặt ra chẳng hạn thế. Và cái sự phong cách xử lý lúc đấy nó sẽ như nào? Thật ra thì như này nè, bọn anh có một cái quan điểm khá là lạ, có nghĩa là những cái việc gì mà nó gấp á thì nó sẽ Vâng. không quan trọng, Việc gấp là không quan trọng.
Có nghĩa là À. mình nghe nó rất là quan trọng nhé. Có những cái là mình nghe cực kỳ quan trọng luôn, ngày mai tôi phải có cái này, mai tôi phải có cái kia. Nhưng mà thực ra là nếu mà cái việc gì nó quan trọng thì giống như 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 Việt Anh đi, Việt Anh có một cái việc gì quan trọng Việt Anh phải biết trước cả tháng cơ. Tháng sau mình sẽ làm một cái này rất là lớn, hay là tuần sau mình sẽ làm cái này rất là lớn. Chứ còn nếu mà tự nhiên ngày mai mới biết có cái việc lớn đó thì nó không quan trọng. Thì nếu mà vậy thì bọn anh sẽ cân đối cái chuyện là thôi dời cái việc đó lại một ngày 2 ngày, hay là vẫn ngày hôm sau làm được tới cái mức là giờ lại bao nhiêu từ buổi sáng thành buổi chiều, vân vân. Thì đó là quan điểm của anh. Thì anh, nhưng mà khi mà mình nghe nha, mình nghe khách hàng hay đối tác nói lại á, thì nghe nó rất là quan trọng, nó rất là không có cái này thì tôi chết, hay là không có cái này thì tất cả dự án thất bại. Nhưng mà nếu thật sự nếu mà nó là như thế thì họ đã biết trước lâu rồi. Nếu mà thật sự như thế thì họ đã biết trước rất là lâu rồi, ít nhất là đủ thời gian để mà mình xử lý công việc đó. Cho nên thường cái chọn lựa của anh là giờ cái deadline lại. Ok, em rất thích cái quan điểm này. Việc gấp, nói là gấp từ chứng tỏ là không gấp đúng không? Nó không quan trọng đến mức đấy. Em nghĩ là cái có một điểm nữa rất đặc biệt em thấy cũng của Masterbox ấy, tại vì em cũng follow page mà em cũng có xem. Đấy là cảm giác như mọi người có một cái không không khí gọi là chia sẻ, trao đổi nó rất là cởi mở, thoải mái, thậm chí là thỉnh thoảng anh Liêm có thể lên page để comment, xong rồi có thể thậm chí là tranh luận với một số các thành viên khác của team các thứ. Hay là em cũng đã từng tham quan văn phòng Masterbox rồi, em đến chơi khá là nhiều lần. Thì em thấy là cái không gian, cái không khí làm việc, cách mọi người trao đổi về mặt công việc nó có một cái sự cởi mở và rất là thoải mái. Thế thì anh làm thế nào để anh xây dựng được một cái văn hóa kiểu như vậy? Thì như như anh nói á, thì ở Montauk á thì bọn anh xây dựng đầu đầu tiên nha, nghe thì khá là ngược ngạo, nhưng như nói nãy á là những cái phòng ban thường nó sẽ không feedback cái công việc của nhau, thì toàn bộ trao đổi của mọi người lúc đó thì quay lại cái chữ là cái chữ tâm thế á. Tâm thế lúc đó thì nó thực sự là nó muốn góp ý để đóng góp xây dựng những cái ý kiến. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình đã đồng ý cái chuyện cho các phòng ban feedback nghe, nghe cái này nó hơi lạ đúng không? Cái này Vâng, cũng cũng lạ. anh nói cái quan điểm của mình thì thường là sẽ bị phản đối ở tất cả những cái ngành nghề khác. Ví dụ như là marketing thì họ nói tôi là lead cái dự án đó, tôi lead cái chương trình đó. Nếu mà cái chương trình đó tôi mà có trường hợp là nó không thất bại hay gì là tôi là người chịu trách nhiệm, thì tại sao là không được feedback những cái sản phẩm dưới như là đăng ký kêu vật. Thì nghe thì rất là có lý. Thì thực ra thì như nói á, tùy cái cách mà công ty làm việc như thế nào đó và cái sản phẩm của họ là gì. Ví dụ như bên anh thì không cho mọi người feedback công việc với nhau, thì cho nên là khi mà họ trao đổi á thì họ hoàn toàn biết là người kia sẽ nói chuyện trên cái tinh thần là góp ý, và họ sẽ và người người góp ý đều biết được một cái chuyện là họ sẽ cái lời họ nói ra có thể sẽ bị phủ quyết, thì tinh thần họ rất là thoải mái, họ chia sẻ như tôi thấy như thế này, tôi thấy như kia, nó không phải là nó sẽ không gây cảm giác khó chịu. Ví dụ như anh là người thiết kế thì ví dụ Martin nó tôi thấy cái chữ này nhỏ tới chữ kia to, thì anh sẽ nghĩ trong đầu nè, bên đây đang 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 muốn sửa, và đây là cái ý kiến chủ quan của họ vân vân, thì anh sẽ cảm thấy nó không thoải mái nữa. Và đặc biệt là ở đó sẽ không xảy ra chuyện đó, tại vì bọn anh đã từ đó nghe, thậm chí những cái bài viết trên fanpage anh còn không được feedback, mặc dù anh là chủ của fanpage đó anh còn chả được feedback. Khi mà bên content đã quyết là tôi phải đưa cái bài này lên, thậm chí có những cái bài gây tranh cãi mà anh nghĩ là sẽ rất là nhiều gây phản ứng tiêu cực từ người đọc á, anh cũng không được feedback luôn, mà thật sự nó diễn ra thế luôn, và thật sự diễn ra thế. Nhưng mà anh chấp nhận cái chuyện đó, anh chấp nhận có những cái như thế. Bởi vì sao? Bởi vì anh biết là trong 10 lần á, có thể là cái lần này anh góp ý đúng á, 9 lần anh sai. Cái vấn đề là anh không biết là cái lần nào anh sai, ví dụ 10 lần sau là anh góp ý anh sai đâu, anh phải tin họ thôi, anh phải tin họ. Có thể là nếu mà họ đúng 9 trên 10 thì anh sẽ tin họ, còn tại vì anh đúng có 8 trên 10 thôi, có thể 8 lần anh nói đúng nhưng mà anh không biết hai nào là sai, một nào là đúng. Cho nên là để họ quyết định gì đó thì nó sẽ dẫn tới 2 điều. Một là sẽ đỡ mất thời gian, anh tin họ là bởi vì sao, khi mà anh đặt cái niềm tin họ, họ cũng có hứng thú làm việc hơn này, họ có hứng thú làm việc hơn, và họ sẽ có những cái tìm tòi mà sâu hơn so với cái mà anh dẫn dắt từ đầu. Cho nên là anh đặt niềm tin ở họ. Và cái thứ hai nữa là chưa chắc những cái của anh đưa ra là đúng nha, nhiều khi anh đưa ra nó sai nữa, anh đưa ra vậy nó không hiệu quả. Mà thí dụ như cái khi mà không hiệu quả mà anh đưa ra thường xuyên, anh sẽ mà cái nguy hiểm là anh sẽ không nhận ra nó không hiệu quả là vì anh nữa cơ. Ví dụ như một cái chương trình marketing đi, đưa ra một cái hình ảnh gì đó mà người vẽ hay người này một feedback vào thì chương trình thất bại, thì thật ra những cái đó thì làm sao mình biết do ở đâu được bây giờ, mà thành công mình cũng không biết ở đâu được. Thì để mà tránh mất thời gian nhất có thể thì anh sẽ để từ mọi người tự quyết định cái công việc của mình.
Như vậy á, tạo cái tâm thế thoải mái là họ sẽ đi hỏi khắp nơi, tôi vẽ vậy thấy sao, ok không, là cái họ sẽ tự động họ trao đổi họ với nhau rất là thoải mái. Cái quan điểm này của anh nó hơi ngược so với đa số những công ty làm việc hiện giờ. Và cách làm việc này cũng hơi ngược. Và anh cũng thường xuyên bị khách hàng phản ứng tiêu cực hay là những cái hoặc gì cái cách làm việc này nó hơi lạ. Không, Nhưng mà em nghĩ là nó khá đặc đa biệt, số khách nó hàng hơi bị làm việc với anh á, thì những cái sản phẩm bên anh đưa ra thì họ sẽ khá là hài lòng. So với những công việc họ được feedback thoải mái, những công ty khác họ sẽ feedback rất là nhiều thứ trong, nhưng mà thường cái công việc cuối cùng họ sẽ đưa ra họ sẽ không wow, họ sẽ không có những cái cảm xúc mà khi mà những cái sản phẩm bên anh đưa ra. Đa số là anh thấy như thế. Vậy là em đang hiểu là trong môi trường Monster Box là cái sự gọi là phân quyền nó tương đối là rõ ràng, thậm chí là đến anh Liêm cũng không thể nào tác động đến đội content chẳng hạn thế, đội nội dung. Đúng. Nhưng mà nếu mà ví dụ anh có bao giờ nghĩ về câu chuyện mà mình có thể có rủi ro gì đấy từ đó, hay là anh chấp nhận tất cả chuyện đấy và anh nghĩ là nó như kiểu một phần những cái lựa chọn của mình? Liệu có bao giờ mà nó xảy ra một cái mà mình không thể kiểm soát được không? Chắc chắn là có rủi ro nha, có nghĩa là chắc chắn là có rủi ro, nhưng mà em cũng không thể nói là cách làm việc khác nó không rủi ro được. Ví dụ như quyết định của anh cũng có thể là sai. Đúng, chính Tại xác. tại sao anh lại quyết định một cái content trong khi anh không phải là người viết content? Ví dụ như là em là người đi taxi thì em có thể chỉ đường cho tài xế thôi, là tôi muốn tới đó, thì em cũng không thể nào hướng dẫn họ là bạn phải xoay vô lăng như thế này. Đặt trường hợp em là người biết lái xe nha, còn em là Vâng. người không biết lái xe, ví dụ anh có phải là người hay biết đâu, Vâng. anh chỉ ví dụ như ở cái Montabox anh chỉ đảm nhiệm cái vấn đề là đồ họa là những cái màn ad thôi, thì anh sẽ biết toàn bộ những cái đó, và bên content sẽ không được feedback gì anh về cái đó hết. Thì ngược lại anh đâu phải là người biết, giống như chuyện là mình không phải là người biết lái xe đi, thì cái sự can thiệp của mình cũng là rủi ro vậy, cả hai đều là rủi ro mà. Và cái quan trọng là mình có thể chấp nhận cái chuyện rủi ro đó xảy ra hay không thôi, và vấn đề là mình có thuyết phục được khách hàng tin mình ở cái chuyện đó hay không thôi. Mà để tin được thì cái này bọn anh trải qua rất là nhiều thời gian khó khăn, cho nên là đa số bọn anh làm với những cái bên đối tác thường là thân quen rồi thì bọn anh mới hay làm việc thôi, tại vì họ cũng rất là muốn những cái feedback chi tiết, và nó có thể mang tính chủ quan. Chủ quan không nghĩa là nó sai nha, chủ quan có thể là nó đúng, nhưng mà khi mà bạn không phải là người trong ngành thì cái tỷ lệ đúng của bạn nó sẽ thấp hơn là một cái người trong ngành. Đó là cái cách mà bọn anh nhìn nhận, cho nên là bọn anh làm việc với đối tác quen. Và vì như vậy á, nhờ như vậy, nhưng mà bọn là những cái đối tác quen bọn anh cũng có những khách hàng rất là lớn, những cái brand rất là lớn ở Việt Nam, ví dụ như là Milo nè, ví dụ như là những cái Taco nè, thì dần dần họ bắt đầu tin tưởng bọn anh và đi theo cái hướng làm việc này. Và khi mà nhận là họ họ nhận lại sản phẩm á, họ cũng phải chấp nhận những cái sản phẩm đó, và họ so sánh với những cái sản phẩm mà họ là những cái đối tác khác, thì đó là một trong những cái mà bọn anh đạt được, là tìm được những khách hàng tin bọn anh như thế. Vâng, em nghĩ là cái đấy là một, nói chung em đã cố gắng để hỏi xoáy thử mấy câu xem niềm tin của anh đến đâu, nhưng mà có vẻ là anh đáp xoáy quá nên là hỏi xoáy không ăn thua. Em thử hỏi một câu cuối cùng. Tức là, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng là ok, việc mà mình giả sử như mình không feedback hay gì đấy vào công việc của một bộ phận khác đi, thì có một bằng một cách nào đấy là mình đang giúp cho đang đang khiến cho người ta quên đi mất một cái điểm mù ấy, tức là có thể người ta sẽ có điểm mù mà đôi khi thậm chí chẳng hạn như là mình đã trải qua cái việc đấy rồi, thì liệu anh nghĩ là có cái rủi ro đấy xảy ra không, và nó đã bao giờ xảy ra thật ở Microsoft chưa? Đầu tiên nhé, đầu tiên là không feedback nó khác với lại không đánh giá nhé, có nghĩa là anh chỉ không feedback thôi, Vâng. nhưng mà anh sẽ đánh giá công việc, và bên content hay là bên nào sẽ đánh giá công việc của nhau. Ví dụ như một cái content được đăng ở chỗ này không có hình ảnh gì đó, được rất là nhiều người người ta like, comment, chia sẻ vân vân, nhưng mà một cái ad vào nó không giúp cho cái content này nó giá trị hơn mấy, thì họ có quyền đánh giá nhé, họ feedback là kết quả. Và nếu thực sự những cái team tin tưởng nhau á, thì team mà sẽ tự nhận à, vậy là mình vẽ cái này chưa tốt. Có nghĩa là bọn anh thường xem cái kết quả cuối cùng, là ví dụ như đưa khách hàng, thì khách hàng đánh giá khách hàng đây là những người đọc á, hay là những người tiếp nhận sản phẩm, họ có wow không, họ có thích sử dụng cái sản phẩm đó không. Thì tránh cái trường hợp là ví dụ như là giống như em nói á, thì cũng là điểm mù thôi. Ví dụ như là bên content thấy một cái ad này không phù hợp, thì thực ra đó cũng có thể là điểm mù của bên content mà. Biết đâu đưa tới khách hàng người ta wow thì sao, mình đâu biết được cái điểm mù nó nằm ở đâu. Thành ra cho nên là cái chuyện đánh giá nó sẽ quan trọng hơn là cái chuyện feedback. Và cái feedback
thực ra là nó mang rất là nhiều những cái tiềm ẩn rủi ro như thế này nè. Một là cái chủ quan của người feedback cơ, bởi vì cái người viết bài á, người ta tâm thế, người ta nhìn cái ạt hình ảnh của người ta nó khác với cái người đọc bài. Bởi người viết bài người ta hiểu rất là sâu về cái bài người ta viết, người ta muốn cái hình ảnh nó thể hiện nội dung rất là ok với những cái nội dung liên quan rất là vân vân. Nhưng mà người đọc bài người ta nhìn cái hình trước, người ta mới đọc bài đúng không, cái tâm thế đã khác nhau rồi, thì nhiều khi đó chính là cái điểm mù. Đây là anh ví dụ mà rất là nhiều những cái liên quan trong những cái công việc như thế. Mà đương nhiên là nó không phải chỉ có phòng marketing với lại phòng ạt không, mà ví dụ như là anh vẫn không hiểu là tại sao những mọi người rất là hay feedback và content mạng nhé. Ví dụ như là mọi người trong công ty, mọi người cứ tưởng tượng trong công ty có phòng pháp chế đi, họ nói một cái luật gì đó ra mọi người feedback không, chắc chắn là mọi người feedback, mà mọi người sẽ nghe họ chứ. Hay là một bác sĩ họ khám bệnh, mọi người có feedback không, bác sĩ khám tôi vậy là sai. Thực ra thì nó như nhau quá thôi. Để mà người ta làm bác sĩ, người ta cần trình độ bao nhiêu năm hôm nay người ta học, thì để viết được bài thì họ phải là một cái tác giả rất là uy tín. Thì có bao giờ mọi người nhờ một cái tác giả nổi tiếng viết sách sách xong mọi người đọc thấy hay, mọi người feedback thì thôi, thì người người đó họ đâu có biết được nữa. Thì cũng như bác sĩ thôi, họ họ để viết được như thế họ cần phải bao nhiêu năm tôi luyện rèn luyện trình độ vân vân. Nhưng mà mọi người thường là feedback, những người chung quanh chúng ta thường hay feedback những cái mà họ nghĩ là họ hiểu hiểu sâu về nó. Ví dụ như ạt thì ai chả biết nhìn ai, mỗi người thích kiểu khác nhau, đọc bài thì có người thích có người ghét. Còn ví dụ như là cái điện thoại Apple đi, thiết kế ra như thế theo anh là anh thấy rất là đẹp nhé, hoặc là Samsung rất là đẹp nhé, mà vẫn có người bên này thích ghét bên kia, nút home đâu hay là tai thỏ xấu không vâng, thì làm sao mà biết được người đó biết feedback chính xác hay không. Đó là cho nên là anh quan trọng cái đánh giá hơn là feedback, nghĩa là cái mà phản hồi về của khách hàng hơn là feedback giữa các team với nhau. Vâng, em thấy là đấy là một quan điểm mà rất rõ ràng và cũng cũng rất hay. Em nghĩ là em cũng học được thêm rất nhiều từ cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thực ra anh em mình làm việc với nhau cũng cũng một thời gian rồi. Thực ra em nghĩ là cái gọi là mối liên kết giữa Spyroom và Monsterbox này, thậm chí là những cái công việc mà mình làm với nhau này, thì em nghĩ là em cũng hiểu anh ở một khía cạnh nào đấy, và anh cũng hiểu em, hay là hiểu cái team Spyroom, hiểu cái, những cái bọn em đang làm. Nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên mà thực sự ngồi xuống và nói chuyện kỹ càng hơn với nhau về câu chuyện, về cái quan điểm về việc xây dựng công ty, xây dựng team, thì em cũng cảm thấy học được rất nhiều thứ, và em thấy là đây thực sự là buổi nói chuyện mà em cũng hy vọng là sẽ đem đến cho các bạn khán thính giả của kênh Người Trong Môn Nghề nói riêng và của Spyroom nói chung, thì sẽ có những cái kiến thức và những cái chia sẻ, những cái điểm mới để giúp cho các bạn có những cái thứ để mang về và cảm thấy là thú vị. Thì vì thời lượng của podcast thì em nghĩ nó cũng hơi dài rồi ấy. Nếu mà được đưa ra một cái lời khuyên đi cho khán thính giả của cái số podcast này, thì anh Liêm có muốn gửi đến một cái, không 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 hẳn là lời khuyên nhé, có thể là lời khuyên hoặc một lời nhắn nhủ hay là bất cứ một thứ gì đấy, thì anh có muốn chia sẻ một cái gì đấy không ạ? Thì thật ra thì trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay anh có một cái chia sẻ mà anh hồi nãy của anh mà anh khá là tâm đắc, và anh muốn là mọi người cũng nên đi theo nó. Đó là khi mà mọi người làm việc sẽ có những lúc mệt mỏi thôi, cho dù chúng ta có đam mê nó hay không, và chúng ta đừng có ngộ nhận là chúng ta không thích nó bởi vì những lúc mà mỏi đó. Và cũng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta thích cái gì đó là chúng ta sẽ làm việc nó thật, thật tốt. Sở thích với lại cái sở trường nó cũng khác nhau. Và một cái lời khuyên của anh là khi mà làm việc gì đó thì nên tìm hiểu sâu về nó. Tìm hiểu sâu rồi mà vẫn không thích thì hãy quyết định bất cứ cái gì sau đó. Còn có thể là bạn sẽ thích cái công việc mà bạn làm hơn là bạn tưởng, và có thể là bạn sẽ không thích cái công việc mà bạn nghĩ là bạn thích như bạn tưởng đâu. Cho nên đấy là cái lời nhắn nhủ của anh với những người mà nghe cái podcast ngày hôm nay. Vâng, em bổ sung thêm một tí được không? Được, Em nghĩ ok. là vâng, em nghĩ là từ góc nhìn của em thì nghiên cứu sâu là một thứ rồi, nhưng mà có thể là phải nghiên cứu sâu có phương pháp. Em không biết là phương pháp này có đúng với anh không, nhưng mà với em thì em nghĩ là để nghiên cứu sâu một vấn đề thì hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản và Đúng nắm thật đúng. chắc những thứ cơ bản. Sau đó thì từ những thứ cơ bản đấy mình mới bắt đầu mới mới hiểu được là mình có thể làm được những gì với ở trong cái lĩnh vực đấy. Thì lúc đấy cái niềm đam mê hay là niềm hứng khởi hay là cái thứ gọi là động lực nó giúp mình đi tiếp và yêu thích cái thứ mình đang làm nó mới xuất hiện. Em hy vọng là anh cũng đồng ý với quan điểm này, mà em nghĩ là chắc là có đấy. Anh hoàn toàn đồng ý phân quan điểm đó, mà tất cả những thứ Vâng. cơ bản nó sẽ xây dựng ra những cái để mà mình có thể tiến sâu vào bất cứ thứ gì, ngay cả chơi hay mà làm hay là tất cả mọi thứ nhé, những cái sở thích Ừ. vân vân.
Thế thì hôm nào có khi anh phải dạy dạy em thêm một tí về cờ tướng. Em cũng không học cơ bản. Em đấy là lý do tại sao em nghĩ là em thua khá là nặng. Ok, em nghĩ là thời lượng của như em nói thời lượng của podcast cũng đã dài thì em rất là vui và cảm thấy là cũng có rất là may mắn vì hôm nay được ngồi nói chuyện với anh. Anh em mình làm việc với nhau một thời gian rồi nhưng mà chưa bao giờ có một thời điểm như thế này. Thì em cũng hy vọng là sẽ có những cái dịp khác mình được ngồi với nhau. Có thể là offline hoặc có thể là trong những cái số podcast khác để nói về công việc, về các quan điểm trong cuộc sống. Và cũng hy vọng là anh đã có một cái khoảng thời gian vui vẻ khi mà nói chuyện với em và chia sẻ với khán thính giả của kênh podcast Người trong môn nghề của Spyroom. Và em hy vọng em chúc là những cái dự định của anh trong tương lai với Masterbox sẽ thành công tốt đẹp và em hy vọng là Masterbox sẽ tiếp tục đạt được cái tiếp tục phủ phủ rộng và đạt được cái sứ mệnh mà mọi người đã đặt ra từ lúc ban đầu. Ok, anh cũng chúc tất cả những độc giả Spider Room nói chung và những độc giả của người trong môn nghề nói riêng và những người xem podcast này có một cái cuộc sống rất là tốt và những công việc cực kỳ thuận lợi trong tương lai, và mong là chúng ta sẽ được gặp nhau ở những cái số podcast khác nữa, tại vì anh nói chuyện với Việt Anh thì cũng rất là thích, và anh cũng muốn có những cái podcast mà nói sâu hơn về những cái nghề nghiệp của anh, ví dụ như là nghề đồ họa vân vân, anh cũng rất là có nhiều cái tâm đắc mà anh muốn chia sẻ với mọi người, thì hy vọng là sẽ gặp lại các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Ừ, chào với anh nha.